Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì muốn thoát y trên truyền hình. Hàn Quốc, sau khi gây tranh cãi với vũ đạo nhạy cảm, nữ ca sĩ Hoa Sa lại tiếp tục hứng gạch đá vì phát ngôn thiếu suy nghĩ trong chương trình giải trí. Chương trình giải trí Dancing Queen on Hyejot của đài TVN vừa đăng tải một đoạn teaser giới thiệu về tập mới. Trong đoạn video này, nữ ca sĩ Hoa Sa tiết lộ muốn diễn thoát y trong chương trình. Đây là những hình ảnh nóng bỏng chưa từng được thể hiện, nữ ca sĩ nói. Phát ngôn của Hoa Sa lập tức nhận chỉ trích từ khán giả. Cách đây ít ngày, thành viên nhóm nhạc Mamamoo cũng vướng lùm xùm khi thực hiện vũ đạo 19+ trong buổi biểu diễn tại trường đại học. Tờ tên Asia cho rằng Hoa Sa đã im lặng và không giải thích về vũ đạo phản cảm. Thế nhưng, cô lại bày tỏ mong muốn cởi bỏ quần áo để được hòa nhịp cùng âm nhạc trong một chương trình giải trí. Hành động này được cho là coi thường khán giả, bỏ ngoài tai những lời góp ý của người hâm mộ. Truyền thông Hàn Quốc khuyên Hoa Sa nhìn lại bản thân và lắng nghe ý kiến của khán giả. Họ lo lắng Hoa Sa là ca sĩ hàng đầu và có tầm ảnh hưởng nhất định trong K-pop. Với những sự việc này, từ khóa dành cho Hoa Sa chỉ là những câu chuyện liên quan đến tình dục hoặc 19+. Nhiều khán giả không hài lòng trước thái độ của Hoa Sa, tại sao cô ấy lại bỏ ngoài tai những lời góp ý chân thành từ người hâm mộ. Đây không phải là cách để thể hiện cá tính và cái tôi. Tôi thấy nó thật rẻ tiền, tôi sẽ không bao giờ xem Hoa Sa nếu cứ trình diễn thế này. Trước đó, ngày 12 tháng 5, khi đang trình diễn ca khúc Son Tae Gip Me, nữ ca sĩ liếm ngón tay và di chuyển dọc cơ thể. Động tác vũ đạo của Hoa Sa bị đánh giá là tục tíu, phản cảm và không phù hợp, nhưng Hoa Sa giữ im lặng, mặc cho khán giả chỉ trích.